bộ kỹ năng rám thần công, sát thương phép, cực kỳ bá đạo. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn vị tướng Timmy, là vị tướng rất đa năng trong Liên Quân Mobile, khi vừa là trợ thủ kim cả đỡ đòn. Vị tướng thứ 58 của Liên Quân Mobile Việt Nam đã lộ diện, và đó là Thánh Bựa Timmy. Sở dĩ game thủ gọi hero này là bựa bởi vì bộ kỹ năng rất ngổ ngáo, đó là gây sát thương phép và làm choáng mục tiêu chỉ bằng một cú đánh rắm. Timmy là vị tướng Liên Quân Mobile rất đa năng, có vai trò tương đồng với Xinyan. Vị tướng có khả năng dịch chuyển tới cứu nguy cho đồng đội trên khắp bản đồ được update cách đây không lâu. Tuy nhiên, Timmy lại có khả năng độc đáo lạ thường, từ đó hỗ trợ đắc lực cho những đồng đội đi rừng. Cụ thể, nội tại của Timmy mang tên Vàng Vuông Vải, có thể giúp bản thân vị tướng này và tướng đồng minh xung quanh nhận thêm 25% vàng tùy theo các kẻ địch nâng cực. Đây là khả năng hỗ trợ bá đạo đầu tiên của Timmy, khiến hiệu quả farm vàng của đồng đội đi rừng tăng lên đáng kể. Nhất là những tướng đồng minh có độ cơ động cao, lệnh sát thương lớn và tướng như Violet Slim. Kỹ năng thứ nhất của Timmy đã biến vị tướng này trở thành thánh vựa khi gây sát thương phép và làm choáng kẻ địch chỉ bằng một hành động đánh rắm. Khi kích hoạt chiêu này, Timmy được tăng tốc chạy, nhích tới gần đội hình đối thủ hơn. Sau đó, người dùng chỉ cần kích hoạt tiếp lần nữa trong khoảng 5 giây là làm cả nhóm tướng địch dính phóng chế. Trong khi kỹ năng thứ hai của Timmy là một phóng gió móc kéo bản thân nó lại gần mục tiêu. Nếu là tướng địch bị móc, hắn sẽ chịu sát thương phép và hiệu ứng chế. Với hai kỹ năng đào tạo phân chế và nội tại bớt vàng bá đạo, Timmy lại có chiều cuối giúp hồi sinh đồng đội lại với 2000 đơn vị máu, gây sát thương phép và làm chậm. Tướng này quả là hỗ trợ bá nhất thời điểm hiện tại khi mở giao tranh vô cùng hoàn hảo với chiêu 1, khống chế kẻ địch tốt với 3 kỹ năng, trong khi chiêu 2 lại đem tới sự cơ động nhất định, còn chiêu cuối thì độ hữu dụng còn hơn giáp và mềm rất nhiều. Thời điểm mà ban điều hành Liên Quân Mobile mở bán trợ thủ đa năng này chỉ còn tính bằng ngày. We'll be right back.